xa kẻ sâu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ giết